Alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Microphone check. Xin chào các bạn, một lần nữa đã quay trở lại với channel Live With Us. Thì ngày hôm nay, Nguyên có một cái video rất là đặc biệt cho các bạn. Những ai đang ở nhà, mới đi chơi về Giáng sinh, hay là chuẩn bị đi, hoặc là ngày mai sẽ đi, không cần biết. Nhưng hiện tại chúng ta đang ở trong cái mùa Giáng sinh. Hiện tại chưa có bước qua một năm mới, cho nên Nguyên nghĩ cái video này chắc có lẽ nó không có muộn. Phải không các bạn? Xin lỗi các bạn nếu như nó muộn rồi, tại vì dạo này Nguyên đi làm rất là nhiều cho nên không có thời gian mà đăng video liên tục cho các bạn. Nguyên đã có cái hệ thống âm thanh mới nè. Các bạn comment ở bên dưới nếu như các bạn nghe được cái tiếng của Nguyên rõ hay là tiếng khó chịu gì đó, comment ở bên dưới để cho Nguyên biết, Nguyên có thể sửa sai. Và tương lai Nguyên có sẽ có kinh phí thêm, Nguyên sẽ upgrade nó lên, nâng cấp nó lên để cho xịn sò hơn một chút. Cho nên bây giờ các bạn sẽ thấy lâu lâu sẽ nhìn vô đây là tại vì Nguyên muốn cái giọng của Nguyên nó ok hơn. Nếu mà các bạn yêu quý tụi này thì mong các bạn nhấn nút subscribe, like và share channel này, cũng như là coi quảng cáo hoặc là bấm vô quảng cáo thì Nguyên sẽ có một chút thêm kinh phí nữa để Nguyên có thể nâng cấp nó lên một chút nữa để có thể thuận tiện hơn hoặc là đẹp hình ảnh hơn ha. Ok, thì bây giờ ngày hôm nay các bạn cũng đã thấy tiêu đề rồi, đó là top những đôi giày mà Nguyên nghĩ trong cái sự chọn lọc của Nguyên thôi, cũng như là trong cái bộ sưu tầm của Nguyên, Nguyên nghĩ nó là tuyệt vời nhất để mang trong mùa Giáng sinh này. Còn nếu các bạn không thích hoặc là các bạn có thêm những cái bổ sung, comment ở bên dưới để cho Nguyên biết rằng những đôi giày nào đáng để mang vào dịp Giáng sinh này. Ok, đôi thứ nhất là đôi Retro 4 Fusion với lại Air Force One. Đôi này lý do tại sao Nguyên chọn Retro 4 vậy? Tại vì trong tất cả các dòng Jordan Nguyên thích nhất là Retro 4, mà đặc biệt là Black and Red. Ok, đây không phải là review dài, nhắc lại đây là những đôi dài mà Nguyên chọn. Ok, đôi này thì Nguyên rất là thích, nhưng mà Nguyên và Khánh không thể nào mua được một đôi Retro 4 trọn vẹn mà phải mua đế Air Force One. Nó gọi là Fusion, có nghĩa là Fusion tiếng Việt dịch là gì ta? Chắc Nguyên để ở bên dưới nếu mà Nguyên dịch được, là sự kết hợp giữa Air Force One và Retro 4. Để cho những hồi xưa, tại vì 10 năm trước, Nguyên mua đôi này 10 năm trước. Hồi xưa các bạn biết khi mà muốn có trên tay một cái đôi Retro rất là khó, chứ không phải như bây giờ là tràn lan. Fan hâm mộ của Jordan rất rất là mong muốn có được, sở hữu được trong tay đôi Retro 4 Black and Red Laser. Nhưng mà thật sự đôi đó rất là hot, cháy hàng các bạn, và không thể nào có được. Thì khi mà họ ra cái đôi này cũng rất là cháy hàng, tại vì đường dân laser sway cộng thêm âm hưởng của black cement và cái dây đỏ cũng đủ cháy hàng các bạn. Thì Nguyên nghĩ đây có thể là cái đôi mà các bạn có thể rock, có thể mang vào dịp Giáng sinh, đi chơi với gấu, đi chơi với anh em bạn bè, đi nhà thờ cũng được, hoặc là đi dạo trên phố. Tại vì cái màu này tuy nó là đen các bạn, nhưng các bạn chỉ cần bỏ một cái dây đỏ này lên thôi thì nó cũng đủ mang lại một cái âm hưởng Giáng sinh rồi, có phải không các bạn? Và khi mà Nguyên nói chuyện các bạn thì sẽ có những cái outfit Nguyên kiếm được, các bạn có thể mặc theo nó. Ok, đây các bạn có thể phá cách, các bạn có thể mặc theo như thế nào mà các bạn có thể cảm thấy là nó hợp với đôi này thôi, có phải không? Đây là lần đầu tiên Nguyên làm cái chương trình này cho nên hy vọng các bạn nó rất là nhiều sai sót, cho nên hy vọng các bạn bỏ qua cho Nguyên, cũng như là Nguyên sẽ sửa sai, tiếp tục làm khá hơn. Ok, đây là đôi đầu tiên. Đôi thứ hai, nếu như những ai không thích sneaker lắm mà thích những cái kiểu mà chỉnh trọng, quan giả hoặc là một chút tây, thì đây là cái đôi Nguyên nhớ không lầm nó gọi là Red Wing Mocktail. Khánh cũng đã có review trong channel rồi, không nói nhiều nữa. Đôi này thật sự phải nói là number one, số 1, và phải nói là không thể thiếu trong mùa đông. Không phải là mùa Giáng sinh nữa mà mùa đông luôn các bạn, trải dài qua tới tháng 1, mang mùa đông được rất là tuyệt vời. Đôi này bạn có thể mang với vest, mang với đồ tây, và thậm chí những cái bộ jean quan giả để chạy motorcycle, giống như những cái bức hình anh David Beckham nè. Thì cái này không nói nhiều các bạn, rất là chất, rất rất là chất luôn. Nếu như mà cho Nguyên chọn giữa đôi này
và đôi Timberland để mang vào mùa Giáng sinh. Thì Nguyên nghĩ đây là đôi mà Nguyên sẽ chọn nó thay vì chọn đôi Timberland. Lý do, khi mà các bạn đã rock cái đôi này rồi á, mà nó bị mòn theo thời gian á, các bạn cỡ khoảng 1-2 tháng đi ha, các bạn nên mua nó trước Giáng sinh hoặc là trước mùa đông, thì khi đó nó sẽ break down ra, thì nó sẽ mềm mại lắm các bạn. Khi mà các bạn mang đôi này rồi á, thì các bạn sẽ không bao giờ muốn mang đôi Timberland một lần nào nữa hết. Timberland nói thật với các bạn không bằng đôi này một góc. Thứ nhất, cái look của nó cũng ok, nhưng mà đôi này vẫn ngầu, vẫn chất, vẫn hoang dã hơn. Đó, vẫn đẹp. Mà đặc biệt nếu mà các bạn muốn mình đẹp trai hơn nữa, mang đôi này rất là ngầu. Đó, thì rất là êm, rất là ngầu, thoải mái hơn Timberland rất là nhiều. Và cái dáng của nó Nguyên nghĩ vẫn đẹp hơn Timberland. Các bạn không tin hả? Mua và so sánh thử đi. Đôi tiếp theo trong bộ sưu tập đó là đôi Air Jordan Nike Retro One Red. Không cần phải nói nhiều nữa, đây là một cái đôi Grail iconic rồi. Thì đôi này lý do mà Nguyên chọn nó, tại vì các bạn đủ hiểu rồi, Red và Black, không cần phải nói nhiều. Các bạn có thể mang trên người mình một bộ suit, một bộ áo vest để đi lễ nhà thờ, hay là đi chơi, hay là đi qua nhà gấu để ăn Giáng sinh, gặp cha mẹ này nọ, thì rất là chỉnh trọng khi các bạn mặc đồ như là đồ vest hay là đồ gì đó lịch sự, đồ tay ở trên, rock cái đôi giày này thấy được luôn cả âm hưởng Giáng sinh màu đỏ, rồi nhìn kiểu nửa dài tay và nửa dài sneaker. Đôi kế tiếp, đôi này phải nói là không thể thiếu trong mùa Giáng sinh, và đặc biệt rằng á các bạn, hiện tại nó chưa ra nữa. Đôi này Nguyên mua 10 năm trước các bạn. Nó được có tên là Retro One. Các bạn cũng có thể gọi là Gucci, tại cái màu của nó là màu green đậm, màu xanh lá cây đậm, rồi mang âm hưởng màu đỏ trên đây giống như biểu tượng của Gucci. Đó. Và nó có tặng luôn cả dây xanh giống màu này luôn nè các bạn, dây xanh và dây đỏ nữa. Nhưng mà Nguyên yêu cầu nhưng mà Nguyên khuyên các bạn nên mang dây đen. Thì khi mà các bạn mang dây đen á các bạn, thì nó sẽ đi cả một cái đường đen xuống đây để nó nối liền với hai phần da bên hông, để nó tạo nên một cái nhấn là nó sẽ cho cái phần toe box màu xanh lá cây này và màu xanh lá cây này của cái suit nổi bật hơn. Thì khi đó các bạn sẽ thấy được một cái âm hưởng Gucci và một cái âm hưởng Giáng sinh. Lý do tại sao nói Giáng sinh, màu xanh lá cây đậm của lá thông tuyệt vời, và thêm một chút xíu đỏ của những trái châu và những ánh đèn. Đây là một đôi không thể thiếu trong mùa Giáng sinh. Đôi tiếp theo, cầm đôi này cảm xúc lẫn lộn lắm các bạn, nếu mà các bạn thật sự là fan của Kobe Bryant. Đây là đôi mà dù nó lên giá, thí dụ đi triệu bạc đi nữa, Nguyên cũng vẫn không bán, thật sự luôn các bạn. Tại vì Nguyên mà là một fan cuồng của Kobe Bryant và Lakers. Thì và cái dòng Kobe 8, nếu mà các bạn, Nguyên nói thiệt luôn, nếu mà các bạn mà có được cơ hội mua được nó với giá mềm hay deal gì đó, Nguyên khuyên các bạn nên mua, recommend luôn. Là tại vì đôi này mang rất là im các bạn, không hiểu tại sao nó rất là im, mà các bạn biết sao không, cái dáng nó rất là đẹp. Xỏ vô cho các bạn coi luôn. Ron. Thấy không? Rất là đẹp. Xin lỗi các bạn nếu như Nguyên hay nhìn vô cái mic nha các bạn, tại vì Nguyên sợ cái tiếng Nguyên không có đủ lớn cho các bạn đó. Thì đó, cái đôi này Nguyên nghĩ là nên có trong mùa Giáng sinh, là tại vì khi mà các bạn mang lên á, thì cái màu đỏ này các bạn đủ hiểu rồi, là cái màu tượng trưng của mùa Giáng sinh, cộng thêm cái suit này á, nó được làm bởi cái lớp 3M phản quang đều với cái dấu của Kobe. Thì khi đó các bạn đi bộ ngoài phố á, thì lúc đó trời tối, tất cả các xe đèn cổ chiếu vào á, thì nó sẽ lấp lánh lên giống như các bạn giống như cái cây thông lấp lánh với những ánh đèn. Thì Nguyên nghĩ nó là tuyệt vời trong mùa Giáng sinh. Đôi tiếp theo, đôi này cũng giống đôi laser. Anh Nguyên ơi, tại sao màu đen mà có thể
cho Giáng sinh được anh. Nguyên cũng không biết nói làm sao nữa, nhưng mà những cái ẩn đỏ này thôi các bạn, nó cũng làm tôn lên một cái vẻ đẹp của mùa Giáng sinh rồi. Là tại vì các bạn biết sao không, cái đôi này khi mà các bạn mang lên á, thay vì các bạn cần phải mang giày tây cho nó kiểu lịch sự trong mùa Giáng sinh phải không, thì các bạn rót cái đôi này á, các bạn không cần phải mang giày tây nữa, tại vì nó đã nhìn giống như vừa sneaker mà vừa giày tây luôn các bạn. All black suede mà im, rất là im, cũng như những cái điểm nhấn đỏ này thôi. Thì các bạn ở trên người các bạn có thể phối với những cái đồ màu đỏ, màu green, màu xanh lá cây, màu của tượng trưng cho Giáng sinh, đủ rồi. Ngầu. Fire Red 3. Khi mà các bạn mang cái đôi này cộng với áo hoodie màu đỏ đi, áo hoodie màu xanh lá cây, cái thông, nếu như chịu chơi quần xanh lá cây vẫn đẹp. Grail, thấy không, những thanh niên hồi xưa không chịu mua lúc mà nó còn và lúc mà cái giá nó rất là mềm, sau đó không còn cơ hội sở hữu nữa, thì khi ship Sơn Tùng MTV mang thì các bạn lại mong muốn có được nó. Trễ rồi, trễ rồi. Cho nên đừng bao giờ chơi dài khi mà nó hay hay là theo cái xu hướng, mà hãy chơi dài khi các bạn feel nó và cảm thấy có nên mua hay là không thì nên mua đi. Tại vì bây giờ hối hận cũng đã muộn màng, có phải không? Cái đôi giày này là Nguyên nhớ đến cái gì các bạn? Candy cane, có nghĩa là cây kẹo mà hình cây gậy á các bạn. Màu trắng mà sọc đỏ vậy nè, quấn vậy nè, mà mấy đứa nít nó hay ăn á, hoặc là treo lên cây thông Giáng sinh á. Vậy thôi. Khi mà các bạn mang đôi này á, thậm chí cả một cành ở trên màu đen hết, nó cũng đã một cái gì đó Giáng sinh rồi. Và đặc biệt nữa, người ta tưởng bạn là ông già Noel luôn á. Có phải không? Đây. Lại là Jordan Retro 4 Fire Red. Đây là đôi mà Nguyên mua cũng cách đây khoảng bao nhiêu ta? Năm 2012, 8 năm rồi. Đó. Thì đôi này khỏi nói nhiều rồi các bạn, đen đỏ trắng nó cũng giống tựa cái màu của đôi này, thì các bạn mang vào các bạn nó có âm hưởng của cái cây kẹo, hoặc là âm hưởng của quần, bộ quần áo của ông già Noel, hoặc cái nón của ông già Noel đó các bạn, đó rất là đẹp. Thì Nguyên nghĩ những cái đôi này, những cái màu này đủ để cho các bạn rock ở bên trên, tại vì có nhiều bạn á không có phải mặc đồ mà quá màu mè giống như là màu đỏ, màu xanh lá cây gì đó, các bạn cũng thích ô Giáng sinh là tôi cũng chỉ mặc một bộ màu đen thôi, một bộ màu xám thôi, một bộ màu trắng thôi, thì các bạn mang những cái đôi dài mà Nguyên đang chỉ cho các bạn á, thì nó đủ tôn lên cái bộ đồ của các bạn, mặc dù nó hơi tối nhưng mà cũng có một cái gì đó gọi là chất của Giáng sinh. Xin lỗi các bạn nếu như mà Nguyên nói sai hay là nói cái gì không đúng á, thì comment ở bên dưới thì Nguyên sẽ xem xét lại ha. Đường đây là cái đôi mà rất là hot các bạn. Những thập niên trước là 10 năm trước. Đây được gọi là Spurzike. Thì sau này mình sẽ review sao. Thì đôi này nó mang âm hưởng quá là Giáng sinh các bạn. Và nó release vào mùa Giáng sinh. Đôi này mang âm. Đôi này nó phải nói là nó mang âm hưởng một mùa Giáng sinh các bạn. Khi mà các bạn đã thấy ở dưới màu này là màu gì, màu này là màu gì, màu đỏ của những trái châu, và các bạn nhìn vào các bạn thấy gì? Gucci, rất là sang đúng không các bạn, sang chảnh trong mùa Giáng sinh, coi nào, không cần nói nhiều đó. Ok, xin lỗi các bạn, Nguyên đã thiếu hai đôi mà tại vì Nguyên để ở đâu nó bị lạc rồi. Nếu các bạn theo dõi channel lâu thì biết Nguyên để dài tùm lum tà lá chứ á. Hai đôi không thể thiếu là đôi Concord 11. Lý do tại sao Nguyên nói đó vậy? Tại vì nó không thể thiếu vào mùa Giáng sinh, tại vì Jordan mỗi năm vào dịp Giáng sinh cuối tháng 12 họ đều cho ra mắt những đôi Jordan 11 như Concord, Space Jam, Red 11 và những đôi Jordan 11 sau này phát triển thêm nữa.
Thì đôi mà không thể thiếu là con Concord 11, tại vì nó mang âm hưởng rất là tuyệt vời các bạn. Tại vì vào mùa đông lạnh giá các bạn, mà 10 năm trước á, khi mà sneaker nó không có phát triển nhiều mạnh ở trên online các bạn, thì người ta ship hàng mua, thậm chí người ta bỏ cả một cái đêm 23 tây hoặc là 24 tây để họ get like ở bên ngoài Finish Line, Footlocker, những cái tiệm giày để họ có cho bằng được một cái đôi Concord vào buổi sáng 25 tháng 12 hoặc 24 tháng 12. Cũng như là đôi Red 11, hai đôi đó đó là những gì mà ước muốn trong cuối năm, để thậm chí là ông già Noel ơi cho tôi hai đôi này đi, là tôi mãn nguyện lắm rồi. Đó là ước muốn của những đầu dài 10 năm trước, thậm chí bây giờ Nguyên nghĩ nó vẫn còn đó các bạn. Ok, hy vọng các bạn thích video này một lần nữa. Nó chỉ ngắn gọn thôi, nhưng mà Nguyên muốn mang đến một cái gì đó âm hưởng Giáng sinh cho các bạn. Tại vì cái năm Giáng sinh đó các bạn, tại vì Giáng sinh đó các bạn là cái mùa mà Nguyên thích nhất, là cái mùa mà Chúa đến thế gian này để cứu chúng ta, để yêu thương chúng ta. Thôi thì Nguyên gói gọn cái video này lại là một năm đã qua, 2020 rất là tồi tệ, mọi chuyện xấu xảy ra rất là nhiều, nhưng mà Nguyên hy vọng rằng các bạn có được một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Còn nếu các bạn chưa về nhà được, hay là các bạn có những khúc mắc, có những gây lộn gì đó với gia đình hay bạn bè hay những người mà các bạn yêu thương, thì mong là các bạn hãy xí xóa bỏ qua và quay lại với họ, để cho cái mùa Giáng sinh này thật đầm ấm và tốt đẹp, cũng như là ơn phước Chúa ban thật nhiều. Nguyên xin chúc đến tất cả những ai đang coi một mùa Giáng sinh ấm áp. Merry Christmas. Peace.